Chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé. Hôm nay chúng ta họp đánh giá tổng kết lại các công việc trong tháng 4 và một số chỉ tiêu trong cái tháng 5 sắp tới đây. Như vậy là chúng ta gần hết một nửa chặng đường của một năm. Tức là chúng ta chỉ còn tháng 5 này thôi là chúng ta sẽ đi gần như là hết một nửa chặng đường rồi đúng không? Và cái lộ trình 1/2 chặng đường còn lại chúng ta sẽ có những cái thay đổi lớn về cái cách vận hành, về nhân sự, về quản lý để làm sao cho nó đáp ứng kịp cái giai đoạn cuối năm và đầu năm sau. Trước hết thì trong cái thời gian vừa qua thì các bạn đã biết được là cái số cái công việc điện thoại nào tắt đi ha. Dẫu chúng ta biết rằng là gì, những công ty khác người ta làm một hợp đồng, làm 10 hợp đồng hay là làm vài chục hợp đồng thì cái số lượng người ta ít, nhưng dĩ nhiên là cái số lượng công ty chúng ta nó lớn, nó vài trăm hợp đồng thì cái tỷ lệ nó cũng sẽ là tỷ lệ thuận, nó cũng sẽ cao. Nhưng đấy không phải là lý do, đấy không phải là lý do, bởi vì cái gì ạ? Các bạn biết là một hợp đồng thành công thì nó có thể kéo về cho chúng ta 10 hợp đồng tiếp theo, đúng không? Nhưng một hợp đồng thất bại thì đồng nghĩa chúng ta là không có hợp đồng nào tiếp theo, chưa kể là mất hợp đồng, đúng không? Các bạn nhìn về tương lai các bạn sẽ biết, chúng ta làm tốt một nhà trong xóm thì cả xóm đấy có khi là có nhu cầu người ta cũng sẽ gọi. Đấy, nhưng chúng ta làm kém đi thì dĩ nhiên là không có một ai trong xóm người ta gọi. Đấy, thế nên là để thay đổi được cái đấy chúng ta phải thay đổi cái bộ máy, cái cách quản lý. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy rõ một cái là gì? Là chúng ta có quá nhiều nhóm, đúng không? Đấy, một bạn mà một buổi sáng chúng ta chỉ cần check Zalo lên là nó đỏ lừ rồi. Mỗi một nhà chúng ta chỉ cần nhắn một hai tin thôi. Đấy, thế thì còn đâu thời gian để làm việc, đúng không? Đấy, nếu như chúng ta mà chỉ có ngồi check tin không là từ sáng đến tối thì chỉ ngồi check tin nhắn. Đấy, thế thì nó sẽ có một cái vấn đề. Lấy thời gian đâu để làm việc. Thế cái này chúng ta có hai cái phương án. Một là chúng ta sẽ có người chăm sóc chung. Tức là gì? Tức là cái người chăm sóc này người ta sẽ thâu tóm hết các cái công việc ở trong nhóm và chủ động chăm sóc cái khách hàng. Đấy là một cái cách, đúng không? Thì dĩ nhiên khách hàng chỉ gọi đến một người thôi thì người ta sẽ không không bị loãng thông tin. Đấy, nhưng ngược lại thì cái người này phải gì ạ? Phải am hiểu hết từ kiến trúc đến giá thành, đến thi công, đấy, đến phong thủy, đúng không? Thì dĩ nhiên chúng ta chỉ cần 10 người như vậy thôi là chúng ta có thể xử lý hàng nghìn hợp đồng được. Đấy, bởi vì một người phụ trách cái tầm khoảng 50 hợp đồng đến 100 hợp đồng, đúng không? Thì chúng ta sẽ đỡ bị cái phương án là khách hàng, nhiều khi là khách hàng người ta chỉ biết là gọi đến công mặt bằng nữa. Đấy, nhưng gọi không liên lạc được hoặc là gọi không nghe. Đấy, là khách hàng người ta cáu rồi, người ta đâu biết là mình là mỗi người một bộ phận đâu, đúng không? Chỉ biết là tôi gọi ông mắc hôm mà ông này không nghe là đánh giá kém rồi, bởi vì lúc đầu làm việc ông mặt bằng. Đấy, nên nhiều khi là gọi ông mặt bằng mà ông mặt bằng là đang bận nghe điện thoại người khác. Đấy, thế thì nó sẽ có một cái vấn đề là như vậy. Đấy, thế nên là tất cả các phòng ban chúng ta phải xếp, phải đào tạo cho mọi người là ai cũng phải biết tư vấn đến phương án thi công. Đấy, chứ không phải khách hàng người ta gọi đến là em chỉ phụ trách thiết kế thôi anh ơi, thi công anh hỏi bạn khác. Đấy, cái đấy là người ta mất quan điểm rồi, đúng không? Là khách hàng người ta đánh giá kém rồi. Đấy là cái công việc đầu tiên là chúng ta sẽ thử setup một trong hai phương án. Còn nếu như bạn nào có phương án nào tối ưu hơn thì chúng ta sẽ đưa ra, nhưng bắt buộc chúng ta phải thay đổi. Bởi vì chúng ta đang gặp rắc rối trong cái vận hành. Đấy, thì bắt buộc chúng ta phải thay đổi trong cái tháng 5 này. Bởi vì cái tháng 5 này là cái tháng chuyển đổi, tháng ít việc, và hai nữa nó là cái tháng để chúng ta vận hành trong nửa kỳ cuối năm. Đấy, thì trong cái tháng 5 này chúng ta sẽ thống nhất lại một phương án. Cái vấn đề thứ hai là sau khi hợp đồng thiết kế chốt rồi thì bạn trưởng nhóm, bạn phụ trách các sếp ấy, báo rõ chủ nhà là anh ơi, hợp đồng nhà mình em đã bàn giao xong rồi thì em xin phép hủy nhóm công việc để bọn em triển khai công việc khác, đúng không? Thì làm xong rồi bàn giao khách hàng xem ok hết rồi thì bây giờ chúng ta hủy thôi, chứ đợi đến khi nào nữa, để lâu mất rất nhiều thời gian. Còn nếu như anh có yêu cầu gì, hỗ trợ gì về kỹ thuật, anh liên hệ đến các số hotline bên em, đúng không? Chứ bây giờ mà các bạn biết là chúng ta giữ triền miên hết một năm nó dài lắm, mà lâu lâu buồn buồn khách hàng lại nhắn cho một tin, lâu lâu lại vui vui lại cũng nhắn cho một tin, nó thành ra dở hơi ra, đúng không? Nó không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Đấy, khách hàng đã xong, bàn giao xong hết hồ sơ lên trên, chưa cần phải bàn giao hồ sơ cứng mà bàn giao hồ sơ online. Đấy, báo rõ là anh ơi, bọn em sẽ in ấn và gửi về gia đình mình. Đấy, hồ sơ về phần mềm thì anh lưu giữ để bọn em hủy nhóm.
Đấy, còn có vấn đề gì hỗ trợ thì anh liên hệ đến số hotline bên em. Đấy, hỗ trợ mọi lúc mọi nơi. Đấy, thế là được đúng không? Để nó giảm thiểu đi, tức là hết 200 hợp đồng, tháng sau thì mình đã hủy bớt cái nhóm đấy rồi. Đấy, chứ không chúng ta cứ đợi hết 1 năm chúng ta mới hủy thì chết. Còn lại hồ sơ của khách hàng chúng ta vẫn phải lưu file mềm. Đấy, yêu cầu tất cả các ban lãnh đạo là không được mất file mềm. Đấy, hết ổ cứng này nhập ổ cứng khác, lưu trữ trên phần mềm trên ứng dụng của đám mây. Đấy, rồi lưu trữ file cứng. Nhiều khi chúng ta phải lưu trữ cả trong miền Bắc ở trong miền Nam. Tức là mai cái tòa văn phòng nó cháy đi thì lấy ở đâu dữ liệu nữa, đúng không? Đấy, thế nên người ta nói là gì? Phải lưu trữ cả về online, offline. Online là các bạn lưu trữ bằng các cái phần mềm. Đấy, còn offline là lưu trữ bằng trên máy tính, trên ổ cứng. Đấy, chứ không có chuyện là ông ta mà không may mất đi hay là lý do là bị chập cháy ổ cứng mà mất hết dữ liệu. Cái đấy là không bao giờ ông ta để xảy ra tình trạng đấy. Thế nên là miền Bắc phải lưu của miền Bắc, miền Nam lưu miền Nam. Hoặc là miền Bắc lưu một file, miền Nam lưu một file. Để tránh cái việc là có sự cố gì ông ta có thể xử lý được. Vấn đề thứ ba là liên quan đến kinh doanh. Đấy, các bạn biết là gì? Một cái nền tảng trụ cột của một công ty đấy là kinh doanh. Kinh doanh đưa được hợp đồng về thì chúng ta mới vận hành được cổ máy. Thế nên là chúng ta phải tập trung toàn lực vào kinh doanh. Ở đây chính là chúng ta đang sử dụng là kinh doanh 4.0 chứ không phải kinh doanh thời 3.0 như trước đây nữa rồi. 4.0 có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta tập trung hết toàn bộ lực vào các phần mềm nền tảng mà các bạn biết là chúng ta mới khai thác được gì ạ? Mới khai thác được rất ít, nó chỉ chiếm 1/10 trên các nền tảng đang sử dụng thôi. Đấy, chúng ta mới có là gì? Mới có YouTube, TikTok, Facebook, website. Đấy, gọi là 4 cái phần mềm thông dụng. Nó đang rất ít. Đấy, đang rất ít. Thế thì cái công việc 6 tháng cuối năm là cái công việc chúng ta vẫn phải tập trung vào các nền tảng này. Ngoài ra chúng ta mở rộng thêm các nền tảng mới. Đấy, đặc biệt số 1, 50% tiềm lực tài chính chúng ta sẽ dồn vào YouTube. Đấy. Cái này Toàn với lại Tùng lưu ý nhá. Đấy, cân đối tài chính. Đấy, 50% chúng ta sẽ dồn vào trong YouTube. Bởi vì YouTube nó có cái lợi là gì? Nó là video trực quan. Nó hơn hẳn bất kỳ cái bài viết nào ở trên Facebook. Đấy, Facebook các bạn có thể lướt qua các bạn thấy nhàm, nhưng YouTube các bạn xem nó bị lưu nhớ về hình ảnh, về giọng nói. Đấy, thế nên nó trực quan hơn rất nhiều. Thế nên chúng ta phải dồn toàn bộ lực vào trong kênh YouTube, đặc biệt là trong tháng 5 này. Cái mục tiêu chúng ta đặt ra, chúng ta phải đạt 100.000 subscribe. Đấy, yêu cầu anh Toàn, cái chi phí ngân sách chúng ta dự kiến là tầm 150-200 triệu trong tháng này. Đấy, sau đấy chúng ta phải có một cái kênh phụ nữa. Đấy, các bạn biết là trong thời gian vừa qua chúng ta bị hacker. Đấy, hacker nó đánh nó vào cái email của Hải. Đấy, cái đấy là chúng ta phải quán triệt lại. Đấy, tối ưu lại, tức là chỉ 1-2 admin lớn nhất được truy cập vào trong kênh thôi. Đấy, để tránh những cái trường hợp mà những cái, bởi vì cái kênh chúng ta phát triển rất cao thì dĩ nhiên là rất nhiều người ta nhăm nhe. Đấy, các bạn biết là những cái kênh nào mà có tầm vài trăm nghìn hay là 1-2 triệu subscribe là kiểu gì cũng bị hack. Đấy, nó tấn công bằng mọi phương án. Đấy, không phải là những đối thủ của mình mà những cái đối thủ khác. Đấy, người ta lấy kênh thôi, người ta lấy kênh thì người ta thấy cái đấy là cái dung lượng thật, giống như các group các bạn đang cầm ấy. Đấy, group các bạn cũng bị tấn công liên tục. Những cái group mà nó phát triển tốc độ cao ấy, các bạn bị tấn công liên tục. Mà chúng ta biết là gì? Chúng ta bị tấn công trong 1.5 ngày, các bạn biết là cái lượng khách hàng người ta gọi đến mình quá lớn. Đấy, tức là người ta không tìm kiếm được kênh nữa, bắt đầu người ta gọi nhao nhào lên, người ta nghĩ là mình đang lừa đảo hay là mình làm thế nào mà mình lại xóa mất kênh. Đấy, gọi rất nhiều, đúng không? Đấy, thì các bạn biết là cái kênh của mình có ảnh hưởng nó rất lớn. Hiện tại chúng ta đang còn bị mất mấy kênh rồi đúng không? Có kéo về đâu? Đấy, kéo về thì chúng ta phải có những cái kênh phụ và giao quyền riêng thôi nhé. Đấy, các bạn biết là tôi là người chắc đến cái mức là tính mọi phương án mà vẫn sai, vẫn thiếu một bước. Đấy, là cho quá nhiều người vào để chỉnh sửa các bài viết ở trong đấy. Đấy, có những cái bước mà chúng ta không lường trước được. Đấy, nên là qua cái này cũng là một cái bài học để chúng ta chấn chỉnh lại cái việc bảo mật thông tin. Đấy, bảo mật cấp cao phải phân tầng ra chứ không phải ai truy cập vào cũng được. Đấy, cái đấy là Toàn chỉ kinh nghiệm nhá. Đấy. Và cái nòng cốt của chúng ta vẫn là kênh YouTube và đặc biệt thứ hai là TikTok. Đấy, TikTok chúng ta nói rất nhiều rồi, đầu năm có, năm trước có, nhưng mà chúng ta làm nó vẫn chưa được ổn.
Đấy, nếu các bạn biết là nó là một trong những cái ứng dụng nó sẽ chiếm lĩnh thị trường trong 1-2 năm tới. Mà không phải 1-2 năm tới, 1-2 năm tới là tôi nói từ 1-2 năm trước rồi, đúng không? Và đến bây giờ nó đã lên đầu rồi, nó đã vượt ông YouTube với ông Facebook rồi. Đấy, thế nên chúng ta phải tập trung cái này giao cho Tùng. Trong cái tháng tới đây em dừng bớt cái nhiệm vụ bên bên YouTube lại. Đấy, chúng ta up giới hạn lại, chúng ta có thể xóa bớt các kênh đi hoặc là tạm dừng bớt các kênh, chúng ta tập trung chính là kênh chính này. Đấy, kênh Mac Home chính và một kênh phụ gọi là cái kênh nhà đẹp Mac Home là kênh phụ để chúng ta tập trung tiềm lực con người. Đấy, máy móc cho cái kênh TikTok. Đấy, vận hành kênh TikTok lên. Đấy, làm thế nào mà cái số lượng hợp đồng TikTok nó phải ổn định duy trì tầm 50 hợp đồng mỗi tháng. Đấy, Tùng nhá. Đấy, cái nhiệm vụ trong cái tháng này là phát triển dồn toàn bộ tiềm lực sang bên đấy cũng được. Đấy, bởi vì cái YouTube mình có quá nhiều video rồi. Bây giờ mình phải dồn tiềm lực sang TikTok đi. Đấy, khi gì ạ? Khi có bất kỳ sự cố gì thì các nền tảng chúng ta gánh nhau được bình thường. Chúng ta không phải lo bất kỳ những trường hợp gì xảy ra. À, giới thiệu qua chút xem. Tháo khẩu trang, ra không ai biết mặt. Rồi. Ở đâu? À, Hà Giang à? Đấy, có khách đấy, phải cho bạn này lên kiểm tra khách Hà Giang và chập điện này. À, dù sao hàng xóm này chắc người ta cũng nương tay. Ờ, người ta cho Thảo chồng pháo tay nhỉ? À, cố gắng nhá, bởi vì phòng điện nước bây giờ là phòng đuối nhất, lụt nhất trong công ty. Đấy, phòng điện nước là tôi thấy là rất là khổ. Đấy, năng con người thì lực lượng thì yếu và mỏng đúng không? Đấy, như vậy chúng ta đã biết được cái nhiệm vụ trong tháng tới đây. Đấy, và cái lịch trình trong tháng tới đây quan trọng nhất là chúng ta sẽ đi du lịch ở Nha Trang. Đấy, các bạn biết là du lịch ở Nha Trang chúng ta tốn kém rất nhiều tiền. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ được 3 ngày gọi là xả stress. Đấy, nên là các bạn làm bao nhiêu là mang đi đốt hết bấy nhiêu đi. Đấy, để chúng ta lấy lại tinh thần. Đấy, nhưng mà nghiêm cấm là đánh bài đánh bạc nhá, chứ không mỗi lần đi du lịch là các bạn toàn hai chia đội ra đi sát phạt thôi. Đấy, nghiêm cấm là đánh bài đánh bạc, đánh ít thì được, kiếm mà đánh lớn. Đấy. Và nhớ là nhậu say đến mức nào thì chúng ta cũng phải đi theo tập thể nhá, bởi vì chúng ta có những ngày tham quan. Đấy, tham quan là không là toàn mất bạn say chỗ này bạn say chỗ kia thôi. Đấy, thì trong buổi hôm đấy chúng ta có một cái buổi là buổi gala. Gala thì chúng ta sẽ gần như đánh giá tổng kết cái lộ trình 6 tháng đầu năm. Cái này giao cho phòng truyền thông. Đấy, đúng ra cái lịch trình gala chúng ta sẽ làm vào tháng 6 nhưng mà kết hợp luôn cuối tháng 5 thì chúng ta sẽ làm luôn tổ chức gala. Bởi vì ít dịp mà chúng ta họp đầy đủ Bắc Nam được. Đúng không? Đấy, đấy là cái cơ hội rất là ít để chúng ta có thể là hội tụ miền Nam và miền Bắc lại với nhau, thì yêu cầu phòng truyền thông. Đấy, Tùng nhá, em lên cái lịch trình gala tổ chức sự kiện, trao quà, bốc thăm các thứ như thế các buổi gala mình cuối năm. Rồi thì buổi họp ngày hôm nay thì chúng ta tạm dừng lại tại đây thôi. Các bạn đi triển khai công việc.